MRI Square 16 là sự kết hợp tinh tế giữa sức mạnh và vẻ đẹp, đưa người dùng vào thế giới kiếm và thiết kế độc đáo. Vỏ máy được làm bằng nhựa tổng hợp bền bỉ và mang lại cảm giác chắc chắn khi chúng ta cầm nắm. Kích thước của máy là 359x259x24,9mm và trọng lượng này cũng chỉ có 2,25kg mà thôi, cùng với lại dung lượng pin là 53Wh. MRI Square 16 thật dễ dàng di chuyển và phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hoặc là những người cần thiết bị di động cho công việc và giải trí. Với khối lượng vừa phải và pin dung lượng cao, MRI Square 16 mang lại sự thoải mái và tiện lợi khi di chuyển. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một chiếc laptop di động mạnh mẽ, đẹp mắt và đáng tin cậy cho công việc và giải trí hàng ngày. MRI Square 16HX với con chip xử lý CPU Intel HXG14 mới nhất và card VGA NVIDIA GeForce RTX 40708GB GDDR6 thông qua NVX Quick là một chiếc laptop mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách game và đồ họa nặng. Nhờ SSD 1TB PCIe Gen 4, máy truy xuất dữ liệu nhanh, chóng và mượt mà, loại bỏ các tình trạng lag và treo trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý, Square 16 còn hỗ trợ một slot mở rộng để nâng cấp dung lượng lưu trữ khi cần thiết, giúp bạn thoải mái lưu trữ những tập tin khổng lồ. Bên cạnh đó, chiếc laptop còn được tích hợp công nghệ Mach-Q Technology, tận dụng sức mạnh trí tuệ của nhân tạo AI để tăng tốc độ xử lý và tối ưu hiệu suất. Với sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến này, MRI Square 16HX đảm bảo đem lại trải nghiệm sử dụng vượt trội và hiệu năng tối ưu trong mọi tình huống của bạn. Màn hình 16 inch Quad HD của Square 16 với tấm nền IPS và tần số quét 240Hz mang đến trải nghiệm chơi game và giải trí mượt mà, chống xếp hình ở một số tựa game eSports. Độ phân giải cao và màu sắc chân thực giúp cho hình ảnh hiển thị rõ nét và sống động, viền mỏng và chống chói tối đa hóa diện tích hiển thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thưởng thức các tác phẩm giải trí như là chơi game, xem phim hoặc là giải trí gì đó mà các bạn muốn trên đèn máy này. Không chỉ thế, Square 16 còn được trang bị webcam chuẩn HD 720p hỗ trợ cho việc học tập, làm việc qua cuộc gọi video hoặc là tham gia các trò chơi trực tuyến. Việc có webcam chất lượng cao cũng giúp giao tiếp trở nên trực quan hơn và tạo cảm giác như là đang gặp mặt thực tế, đồng thời nâng cao trải nghiệm giải trí cũng như là học tập từ xa. Bàn phím keyboard của Square 16HX là một điểm nhấn quan trọng, được thiết kế thuận tiện và chắc chắn giúp bạn dễ dàng điều khiển trong các trận chiến game. Đặc biệt, bàn phím còn được trang bị 24Gen RGB keyboard, tạo ra hiệu ứng ánh sáng đa dạng và đẹp mắt giúp tăng thêm cảm hứng khi mà chúng ta chơi game. Touchpad cũng được cải thiện với độ cảm ứng tốt hơn so với các phiên bản trước đó, giúp thao tác, di chuyển và đa chạm trở nên mượt mà và chính xác hơn. Điều này cực kỳ hữu ích khi các bạn không sử dụng chuột và cần thao tác trên touchpad trong một thời gian dài. Nhờ vào những cải tiến này, Square 16HX mang đến trải nghiệm chơi game và làm việc mượt mà, tiện lợi và thoải mái hơn bao giờ hết. Hệ thống tản nhiệt Cooler Boost 5 trên MSI Square 16 thật sự là một điểm nổi bật vượt trội với 5 ống tản nhiệt và 2 quạt làm mát, 6 thoát khí nóng, máy hoạt động cực kỳ hiệu quả trong việc tản nhiệt, giữ cho nhiệt độ luôn ở mức lý tưởng khi chơi game và đồ họa trong nhiều giờ liền. Điều này đảm bảo rằng máy sẽ không bao giờ bị quá nhiệt khi bạn tham gia vào những trận chiến đấu dài và căng thẳng. Thiết bị tối ưu hóa luồng không khí, hệ thống tản nhiệt để đưa không khí tươi vào và đẩy không khí nóng ra ngoài, đảm bảo hiệu suất tối đa và làm mát tốt nhất cho MSI Square 16. Điều này mang lại sự thoải mái tuyệt đối cho bạn khi chơi game mà không cần phải lo lắng về hiệu năng tản nhiệt.